Chào các bạn nha, mình là Trung nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là chiếc Honda Beat đó các bạn. Đây là chiếc xe Beat nhập khẩu nha các bạn. Đây, mình đi sơ một vòng cho các bạn xem. Thì đây là chiếc xe Beat động cơ 110 nha các bạn. Thì giá thành nó dao động từ khoảng 40 cho tới 43 triệu các bạn. Tầm khoảng đó nha các bạn. Đây là vị khách của mình vừa mua, đây là chiếc xe nhập khẩu nha các bạn, hai nhát lần đầu tiên, 380 cây số. Thì những ưu điểm của nó là như thế nào, nó lạ, đẹp, độc. Còn cái nhược điểm nữa là, cái ưu điểm nữa là nó nhỏ gọn các bạn, nhỏ hơn Vision rất là nhiều, nhỏ hơn Vision rất là nhiều nha các bạn. Thích hợp cho người hơi nhỏ mà người lớn tuổi nha các bạn, cho nó nhỏ cỡ Mio vậy các bạn, Mio hồi xưa. Thì cái đó là ưu nhược điểm các bạn. Sử dụng động cơ mới nhất bây giờ các bạn, động cơ ACG các bạn. Còn cái nhược điểm á, cái nhược điểm là phụ tùng mua thì khó các bạn, phụ tùng trong máy móc thì có thể xài chung của Honda Việt Nam mình, riêng về những cái pha đèn các bạn, pha đèn và nhựa thì mua lại rất là khó các bạn. Thì giá thành nó cũng xem Vision của Việt Nam mình thì bạn cân nhắc lựa chọn, thì mọi thứ thì nó xài chung hết các bạn, nhưng mà cái dàn nhựa với pha đèn là nó chỉ khác thôi. Nè. Ví dụ những cái pha đèn này mà bể là hầu như mua đợi chờ đặt hàng về rất là đắt và rất là khó mua nha các bạn. Đó là cái nhược điểm. Còn những cái máy móc và vỏ xe đồ bên trong thì tại Việt Nam mình đang có, chỉ kẹt cái phần nhựa và pha đèn. Đó là mình xin chia sẻ. Mình xin cảm ơn các bạn.